Hương Thúy xin kính chào quý vị khán giả của kênh truyền hình FBNC. Quý vị đang theo dõi chương trình Giờ Kết Sổ. Và ở phần đầu chương trình thì mời quý vị chúng ta cùng đến với cuộc trao đổi với anh Lưu Anh Tuấn, trưởng phòng cấp 1 chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng, để cùng anh phân tích một số những diễn biến của phiên chứng khoán tuần qua. Dạ vâng, xin chào anh Lưu Anh Tuấn. Anh có thể tóm tắt lại một chút những diễn biến của phiên chứng khoán tuần qua từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 được không ạ? Xin chào quý vị các nhà đầu tư. Trong tuần giao dịch vừa qua, chúng ta thấy tâm lý hoang mang của các nhà đầu tư về dịch bệnh đã đỡ hơn nhiều so với sau khi mà các biện pháp ứng phó kịp thời của chính phủ. Sau cái phiên giảm lạnh ngày thứ hai, thì chúng ta có thể thấy thị trường đã có những cái phiên phục hồi. Sau khi mà chỉ số giảm mạnh về cái vùng 650 điểm, thì chỉ số đã có cái sự phục hồi tương đối tích cực. Đóng cửa tuần thì đóng cửa ở phiên ngày thứ tư thì chúng ta có thể thấy là chỉ số đã phục hồi lên trên cái vùng 680 điểm, và với chỉ số HNX Index thì đã phục hồi trên vùng 994 điểm. Thì về tâm điểm của thị trường thì chúng ta để thấy là cái sự phục hồi mạnh mẽ của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Bảo Việt hay là VCB hay VIX hay là Sapeco, Vinamilk thì cũng đã giúp chỉ số có một cái phục hồi trong các phiên tiếp theo. Về tâm điểm dòng tiền thì vẫn xoay quanh các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIX, Vinamilk, Bảo Việt hay VCB. Thì ngoài ra thì trong một cái thời gian qua thì các cổ phiếu vốn hóa nhỏ như AMD, 2, VCG và Đức Long thì cũng đã có một cái nhịp giảm mất thanh khoản, thì cũng đã xuất hiện những cái tín hiệu bắt đáy và giúp cho các cổ phiếu này nó cũng đã có những cái tín hiệu phục hồi và giúp cho tâm lý thị trường ổn định hơn. Về giao dịch khối ngoại trong cái tuần vừa qua thì chúng ta đều biết là cái xu hướng bán ròng vẫn tiếp diễn và vẫn tập trung vào các cổ phiếu lớn và đặc biệt là các chứng chỉ quỹ VFM, VF1. Thì các nhóm cổ phiếu lớn như Masan hay là Hòa Phát, Vinhome hay VRE, VIX, Vinamilk thì đều là những cổ phiếu mà bị bán ròng, tập trung bán ròng khá mạnh. Và trên sàn HNX thì PVS vẫn là cái tâm điểm bán ròng của khối ngoại ở trên sàn này. Vâng, như chúng ta đã thấy thì thị trường chúng ta đang khá là giằng co. Vậy theo anh thì điều gì đã ảnh hưởng tới thị trường của chứng khoán của chúng ta trong thời gian vừa rồi? Về cái nguyên nhân mà ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán trong cái tuần vừa qua, chúng ta có thể thấy là tâm điểm thị trường chứng khoán không có toàn cầu, không riêng gì Việt Nam, thì vẫn là tình hình dịch bệnh diễn ra khá phức tạp. Trên thị trường chứng khoán toàn cầu thì chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, với sự kiểm soát dịch bệnh mạnh mẽ của các nước cho thấy thì các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hầu hết bị ngưng trệ khi dịch bệnh diễn ra khá phức tạp và dấy lên một cái đợt suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng hiện hữu, khiến giới đầu tư lo ngại về xu hướng cổ phiếu, nhất là các cổ phiếu thuộc thị trường mới nổi, và các nhà đầu tư tìm đến những cái tài sản an toàn hơn được ưu tiên. Và ở Việt Nam thì tình hình dịch bệnh cũng khá phức tạp với cái ổ dịch ở bệnh viện Bạch Mai và cũng như diễn biến khá phức tạp. Chính vậy, chính phủ đã đưa ra những cái biện pháp mạnh mẽ nhằm kiểm soát dịch bệnh như cách ly toàn xã hội từ 15 ngày từ ngày 1 tháng 4. Các biện pháp này dấy lo ngại về tình hình các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị gián đoạn. Và chúng ta thấy rằng là trong cái dự báo của HGS Market thì cho thấy cái chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của ngành sản xuất Việt Nam đã giảm mạnh từ 49 điểm trong tháng 2 về 41,9 điểm trong tháng 3, cho thấy ảnh hưởng lớn của dịch bệnh tác động tới ngành công nghiệp của Việt Nam xấu như thế nào. Và trong cái báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình xuất khẩu sản xuất của một số ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam, thì trong đó như ngành dệt may dự kiến thì số đơn hàng ở trong tháng 2 tháng tới sẽ giảm khoảng 70%. Các đơn hàng dài hạn rồi các đơn hàng mới ngành điện tử sẽ rất ít. Trong cái thời gian tới thì ngành gỗ cũng sẽ phải cắt giảm đến 70% công suất. Theo thông tin từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản của Bản xuất gỗ thì những cái tháng đầu năm so với cùng kỳ thì một số các đơn hàng của 2019 còn lại, tuy nhiên thì từ 3 đến 6 tháng tới giá trị chung sẽ giảm bởi các dịch bệnh Covid-19. Do một số mặt hàng xuất khẩu dự kiến biến động mạnh, và nếu là tình hình không cải thiện trong vòng 1-2 tuần tới, các doanh nghiệp sổ gỗ sẽ dự kiến cắt giảm khoảng 70% công suất và chỉ duy trì ở cái chế độ luân phiên, và sau khoảng 3-4 tuần tới thì hầu hết các doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất hẳn và chỉ tập trung vào tiêu thụ sản xuất gỗ nội địa, sản xuất cầm chừng
khoảng 10 đến 15% công suất nhà máy. Về ngành da giày thì dệt may thì cũng không khá sáng sủa hơn theo ước tính của Hiệp hội da mặt dệt may Việt Nam thì và Hiệp hội da giày túi sách Việt Nam thì nếu dịch bệnh tiếp diễn kéo dài tại Mỹ và châu Âu thì gần như 100% các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Dự kiến thì đơn hàng trong tháng 4 và tháng 5 của hai ngành này sẽ giảm khoảng 7% và các đơn hàng mới từ tháng 6 trở đi sẽ được đàm phán và khả năng sẽ phục hồi đến cuối năm 2020 là sẽ rất chậm. Ngoài các ngành dịch vụ về lưu trú, ăn uống, kho vận tải, kho bãi, giáo dục và nghệ thuật, vui chơi giải trí cũng là ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề khi mà dịch bệnh diễn ra. Và ước tính thiệt hại ở những ngành nghề này có thể lên đến hàng tỷ đô la và việc kiểm soát dịch bệnh trên toàn thế giới. Hiện tại thì theo báo cáo quý 1 thì cũng chuẩn bị được các doanh nghiệp công bố với sự ảnh hưởng lớn của dịch bệnh thì tôi đánh giá là thể hình chung sản xuất doanh nghiệp của đa số các doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ và có thể giảm mạnh ở một số ngành ảnh hưởng trực tiếp mà như du lịch, lưu trú, vận tải, kho bãi. Chính những cái vấn đề này thì dấy lên lo ngại rằng khi các nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ tiền mặt hơn ở trong giai đoạn hiện tại, nhưng cũng chính những cái biện pháp mà can thiệp mạnh mẽ của chính phủ để kiểm soát dịch bệnh cũng như là khiến cho và cũng như là cái mức độ chấp nhận rủi ro cao của một số nhà đầu tư khiến cho khi mà chỉ số các nhà đầu tư sẵn sàng tham gia giải ngân ở các doanh nghiệp lớn có cái mức chiết khấu lớn trong cái giai đoạn vừa qua như Vinamilk, VCB, VIX hay Bảo Việt, ACB hay là SHB cũng là cái yếu tố giúp thị trường phục hồi trong cái tuần vừa qua. Về mặt kỹ thuật thì chúng ta có thể thấy là sau khi mà chỉ số VN-Index giảm về cái vùng 650 ở cái giai đoạn trước thì chỉ số có nhịp phục hồi và trong tuần vừa qua ở cái phiên ngày thứ hai thì chỉ số cũng đã test lại cái vùng điểm 650 này đối với chỉ số VN-Index và có phục hồi trở lại. Chính vì vậy thì theo tôi đánh giá chỉ số cái vùng 650 này thì đánh giá là cái vùng đáy ngắn hạn của cái nhịp hồi phục này và hoàn toàn là khi mà chỉ số giảm về cái vùng 650 thì luôn xuất hiện những cái lực cầu bắt đáy tham gia. Hiện tại thì chỉ số đang tiệm cận cái vùng kháng cự 700 và xa hơn là cái vùng 740 tương đương với vùng MA20 hiện tại. Thì chúng ta đều thấy là chỉ số hiện tại vẫn đang xoay quanh cái vùng đường trend line tăng giá từ năm 2008. Chính vì vậy thì tôi vẫn đánh giá là hy vọng rằng dịch bệnh sẽ được kiểm soát tương đối tích cực và vùng điểm số 650-680 cũng sẽ là cái vùng điểm số hỗ trợ chỉ số VN-Index tốt trong cái vùng hiện tại. Về đánh giá thị trường chứng khoán ở trong thời gian tới thì chúng ta đều biết rằng là thị trường đang ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái thông tin khó lường từ dịch bệnh và cũng như là những thông tin về các biện pháp kiểm soát của chính phủ. Chính như vậy thì trong ngắn hạn thì thị trường chứng khoán vẫn là một trong những thị trường bị tác động tiêu cực bởi những cái thông tin và cũng như là dịch bệnh. Nhưng chúng ta đều biết rằng tình hình kiểm soát dịch bệnh đang được triển khai một cách mạnh mẽ như cách ly toàn xã hội nhằm giảm thiểu sự lây lan. Bên cạnh đó thì các nước tiên tiến trên thế giới cũng bắt đầu nghiên cứu vaccine để phòng chống dịch bệnh và trong thời gian tới thì theo tôi đánh giá là sẽ được sản xuất và cũng như là được triển khai đại trà. Ngoài ra chúng ta có thể thấy là các biện pháp hỗ trợ kinh tế diễn ra khá mạnh ở các nước trên thế giới như Mỹ với tung gói hỗ trợ hơn 2.000 tỷ đô la để hỗ trợ các nước, các doanh nghiệp và cũng như là người dân vượt qua cái khủng hoảng về dịch bệnh. Các nước châu Âu như Nhật hay Trung Quốc cũng đã có những cái động thái để giúp Việt Nam để giúp cho người dân và cũng như doanh nghiệp vượt qua được cái tình khủng hoảng. Ở Việt Nam cũng vậy và những gói hỗ trợ doanh nghiệp cũng được các ngân hàng thương mại cổ phần và cũng như là ngân hàng nhà nước đưa ra những chính sách hỗ trợ về lãi suất, hỗ trợ về tín dụng để cho các doanh nghiệp vượt qua những thời kỳ khó khăn này. Chính như vậy thì theo tôi đánh giá cái đà rút dòng của khối ngoại, đặc biệt là trong thời gian tới, đặc biệt là các quỹ ETF thì sẽ trong thời gian tới sẽ vẫn tiếp tục diễn ra nhưng mà với mức độ sẽ giảm dần và do đó thì ở các quỹ ETF thì sẽ rút ra sẽ được giảm dần. Nhưng mà bên cạnh đó thì sau một cái đợt mà kiểm soát dịch bệnh và cũng như là thị trường dịch bệnh cũng chưa có những cái tiến triển và chúng ta cần phải theo dõi sát sao thì thị trường vì các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong thời gian tới thì theo tôi đánh giá sẽ còn rất nhiều khó khăn để phục hồi trong thời gian tới
và xu hướng dài hạn thì vẫn đánh giá là tích cực với các chính sách điều hành ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ. Nhưng mà chúng ta cũng rất chi là tập trung để ý đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mà theo tôi đánh giá là ảnh hưởng trực tiếp bởi các lĩnh vực bởi dịch bệnh như các lĩnh vực vận tải hay du lịch, khách sạn. Điều đấy thì chúng ta có thể là cân nhắc, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể là cân nhắc mà lựa chọn các doanh nghiệp mà ít chịu tác động bởi dịch bệnh để có thể tham gia và giải ngân khi mà những doanh nghiệp này cũng đã có mức chiết khấu khá lớn khi thị trường điều chỉnh. Thì trong cái nhóm ngành mà tôi đánh giá là các nhà đầu tư hoàn toàn có thể quan sát và có thể giải ngân trong thời gian tới, đó là nhóm thực phẩm, dược phẩm và một số nhóm công nghệ. Một số cổ phiếu mà tôi đánh giá khá cao trong thời gian này đó là Vinamilk, Masan hoặc là một số nhóm ngành tài chính như VCB và Bảo Việt. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy một số những cổ phiếu thuộc nhóm ngành dược và nhóm ngành đường cũng là những cổ phiếu mà ưu tiên trong giai đoạn hiện tại. Ngoài ra thì chúng ta đều biết rằng các chính sách về điều hành về hạ lãi suất và cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái thời gian tới thì tôi đánh giá là các doanh nghiệp sản xuất cũng sẽ là một trong doanh nghiệp mà có những cái phục hồi tăng phục hồi mạnh mẽ hơn so với các doanh nghiệp khác. Thì trong đấy điển hình thì có một số doanh nghiệp sản xuất như Samlop, như DRC hay là một số doanh nghiệp về sản xuất thép như Hòa Phát hoặc là Hoa Sen. Dạ vâng, vậy thì đánh giá của anh về thị trường chứng khoán của chúng ta trong thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào? Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy là các nước phát triển trên thế giới cũng đã bước đầu nghiên cứu thành công thuốc chữa và vaccine phòng chống virus. Chính vì vậy thì theo tôi đánh giá trong thời gian tới thì có thể được sản xuất đại trà, và điều này nó sẽ làm hỗ trợ cho cái tâm lý của người dân và cũng như các giới đầu tư trên toàn cầu. Những chia sẻ vừa rồi của anh Lưu Anh Tuấn cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình. Quý vị đừng rời kênh nhé, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ, và trong phần này thì mời quý vị sẽ đồng hành cùng với Phương Thúy, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những thông tin của các doanh nghiệp trong nước và thế giới. Sau đây sẽ là phần tin trong nước. Thưa quý vị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, mã chứng khoán là SHB, đến 27 tháng 4. Số lượng phát hành hơn 300 triệu cổ phiếu, trong thời gian gia hạn thì ngân hàng phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu. Hồi đầu tháng 1 thì SHB được chấp thuận chào bán tổng số 552,2 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 5.522 tỷ đồng theo mệnh giá, gồm 251,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức và phát hành 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vừa qua thì ngân hàng đã hoàn tất phát hành hơn 251 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Trong đợt thứ 2 thì SHB được cổ đông thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 4:1. Trước đó thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của SHB từ hơn 12.000 tỷ đồng lên hơn 15.000 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC vừa thông báo đưa toàn bộ 45 triệu cổ phần đang sở hữu, tương đương với 9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, mã chứng khoán là HND, ra đấu giá chọn lô. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 14:30 ngày 22 tháng 4 năm 2020, giá khởi điểm là 26.000 đồng một cổ phần, tương ứng với số tiền thu về có thể lên đến 1.170 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh thì Nhiệt điện Hải Phòng vừa trải qua một năm kinh doanh khởi sắc với lợi nhuận sau thuế năm 2019 gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, đạt 1.203 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp nhiệt điện này báo lãi trên 1.000 tỷ đồng kể từ khi hoạt động. Thưa quý vị, lãnh đạo Vietnam Airlines vừa chia sẻ nhiều con số thiệt hại lớn do ảnh hưởng bởi COVID-19 trong thư gửi người lao động của doanh nghiệp. Theo đó, thì hãng phải đột ngột dừng gần như toàn bộ hoạt động với gần 100 máy bay trong tổng số 106 máy bay phải tạm ngừng khai thác. Với lịch bay và tình hình diễn biến dịch bệnh như hiện nay thì dự kiến năm 2020, Vietnam Airlines sẽ giảm tải cung ứng khoảng 60%, doanh thu giảm 50.000 tỷ đồng, tương đương giảm 65% so với kế hoạch. Vietnam Airlines sẽ tái cơ cấu lao động, tinh giảm biên chế, tổ chức lại bộ máy, dây chuyền sản xuất, điều chỉnh thu nhập, cắt giảm toàn bộ chi chưa thực sự cấp bách. Cụ thể, hãng sẽ cắt giảm hơn 50% lao động, tương đương 10.000 người, toàn bộ lao động còn lại phải giảm lương.
Thưa quý vị, ngày 14 tháng 4 tới đây thì công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Pháp, mã chứng khoán là VPG, sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 26,45 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Giá chào bán là 10.000 đồng một cổ phiếu, trong khi đó trên thị trường cổ phiếu của VPG đã liên tục tăng trong những phiên giao dịch gần đây, hiện ở mức 22.300 đồng một cổ phiếu, hơn gấp đôi so với giá chào bán. Mục đích phát hành nhằm nâng cao năng lực về vốn tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà công ty đang sở hữu, đồng thời để tái cơ cấu nguồn vốn thì nâng cao tỷ lệ vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo an toàn về mặt tài chính. Xuất nhập khẩu Việt Pháp được thành lập năm 2008, khởi đầu từ một doanh nghiệp vận tải nội địa. Hiện thì doanh nghiệp đã phát triển mạnh thành doanh nghiệp kinh doanh các nguyên liệu khoáng sản và các dịch vụ vận tải nội địa tại Việt Nam. Thưa quý vị, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng 3 năm 2020, diễn biến giao dịch trên thị trường AFCOM theo chiều hướng giảm điểm. Tại thị trường đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 3 năm 2020, chỉ số AFCOM Index đạt 47,63 điểm, giảm 13,48% so với thời điểm cuối tháng trước. Phiên giao dịch có điểm cao nhất là phiên mùng 4 tháng 3 khi đạt 55,54 điểm. Phiên có điểm thấp nhất là phiên ngày 23 tháng 3 khi ghi nhận là 47,57 điểm. Bên cạnh những mặt không tích cực trên thì trong tháng 3 năm 2020, thị trường AFCOM vẫn còn điểm sáng đáng khích lệ khi có thêm 5 doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu mới. Qua đó thì giúp tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này tính đến hết tháng 3 năm 2020 là 886 doanh nghiệp với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt gần 38,2 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 382.000 tỷ đồng. Chúng ta cùng chuyển sang một số tin tức quốc tế. Thưa quý vị, hãng sản xuất máy bay Boeing cho biết hãng này đang khởi xướng kế hoạch nghỉ làm tự nguyện nhằm giảm thiểu căng thẳng tài chính do tác động tiêu cực từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo ông Colin Hull, giám đốc điều hành hãng sản xuất máy bay Boeing cho biết, hãng ngành công nghiệp hàng không vũ trụ sẽ cần có thời gian để phục hồi sau khủng hoảng của dịch bệnh. Theo đó, thì Boeing cần sẽ phải có cân bằng giữa cung và cầu khi ngành công nghiệp hàng không trải qua quá trình phục hồi trong nhiều năm tới. Kế hoạch của Boeing sẽ cho phép các nhân viên đủ điều kiện và tự nguyện nghỉ việc được hưởng gói hỗ trợ gồm lương và trợ cấp. Các thông tin cụ thể về kế hoạch của Boeing sẽ được đưa ra trong 3 đến 4 tuần tới, trong khi hãng sẽ tuyển dụng nhân viên trong một số mảng nhất định. Ông Colin Hull cũng cam kết Boeing sẽ tiếp tục bàn giao máy bay cho khách hàng, duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng, bảo vệ việc làm cho đội ngũ nhân viên, cũng như sự nỗ lực sớm đưa dòng máy bay 737 Max trở lại với bầu trời. Thưa quý vị, hãng hàng không Thai Airways International TG của Thái Lan ngày 2 tháng 4 đã thông báo sẽ cho nhân viên nghỉ việc 2 tháng trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục gây gián đoạn lĩnh vực lữ hành trong nước và quốc tế. Hãng hàng không này cũng đề nghị giảm lương nhân viên từ 10 đến 15% tùy theo vị trí công việc. Quyết định trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5. Sau khi thực hiện chuyến bay quốc tế cuối cùng vào ngày 1 tháng 4 thì hãng sẽ dừng bay trong khoảng thời gian đó. Một quan chức cấp cao của TG cho biết thời hạn dừng bay đến hết ngày 31 tháng 5 là lạc quan theo tính toán của hãng, và nếu đại dịch tiếp tục kéo dài đến tháng 7 hay là tháng 8, hãng sẽ không thể tồn tại nếu không có sự trợ giúp từ chính phủ Thái Lan. Động thái mới nhất của TG được đưa ra sau khi các hãng hàng không khác có trụ sở tại Thái Lan như là Nok Air, Bangkok Airlines, Airways và Thái AirAsia đều có những quyết định dừng bay. Thưa quý vị, mạng xã hội Facebook vừa qua cho biết sẽ quyên góp 100 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các tổ chức báo chí trên toàn cầu bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Chương trình hỗ trợ nói trên sẽ bao gồm 25 triệu USD trợ cấp cho các tổ chức tin tức ở Mỹ thông qua dự án báo chí Facebook và 75 triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực marketing hơn nữa nhằm chuyển tiền đến các tổ chức tin tức trên toàn thế giới. Facebook cho biết sẽ tài trợ cho các tòa soạn đang cần hỗ trợ hơn cả ở các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Facebook cũng đã hỗ trợ việc xác minh tin tức với AFP và các hãng tin khác như Reuters và Associated Press. Theo đó thì các nội dung được cho là sau lệnh sẽ bị hạ đánh giá trên bảng tin để ít người có thể tiếp cận được chúng. Thưa quý vị, hãng chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đang vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động và chuỗi cung ứng. Hãng này hiện chỉ có thể khôi phục sản lượng máy bay ở mức 10-20% so với bình thường, trong bối cảnh hãng phải ngừng hoạt động một phần do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các nhà máy sản xuất trải khắp châu Âu, Airbus đã khôi phục
sản xuất tại các nhà máy ở Pháp và Tây Ban Nha cách đây một tuần sau 4 ngày ngừng hoạt động. Tuy nhiên thì vừa qua hãng ra tuyên bố mới đóng cửa các nhà máy ở Tây Ban Nha, nơi chế tạo phần đuôi của máy bay Airbus. Airbus cho biết họ sẽ đình chỉ hầu hết hoạt động sản xuất tại Tây Ban Nha cho đến ngày 9 tháng 4 sau khi chính quyền Madrid siết chặt lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Hãng này cho biết thêm hoạt động sản xuất và lắp ráp cánh máy bay tại Anh và Đức cũng sẽ phải tạm dừng hoạt động trong 3 tuần. Thưa quý vị, tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới Intel đã công bố đạt doanh thu kỷ lục năm thứ tư liên tiếp với doanh thu năm 2019 tăng 2% so với năm 2018. Báo cáo thường niên năm 2019 vừa được tập đoàn công bố cho thấy Intel tiếp tục chuyển thành doanh nghiệp tập trung vào dữ liệu với doanh thu kỷ lục là 72 tỷ đô la Mỹ, 48% trong số đó là từ kinh doanh tập trung vào dữ liệu. Trong năm 2019 thì Intel đã đầu tư vốn là 16,2 tỷ đô la Mỹ, tạo ra 33,1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt từ hoạt động và 16,9 tỷ đô la Mỹ dòng tiền tự do, đồng thời chi trả 5,6 tỷ đô la Mỹ cổ tức cho các cổ đông. Intel cho biết 5G tiếp tục là ưu tiên chiến lược mà tập đoàn đang tăng cường hiện đại hóa cơ sở hạ tầng mạng 5G. Intel đã tạo ra những công nghệ tốt nhất có tác động toàn cầu thực sự. Máy tính cá nhân, Internet và công nghệ điện toán đám mây đã được thực hiện hóa hoàn toàn một phần nhờ vào sự sức mạnh công nghệ của tập đoàn này. Phần điểm tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Giờ Kết Sổ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.